Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học lập trình Laravel được phát trực tuyến từ Trung tâm Đào tạo Lập trình Santech Việt Nam. Ở video trước tôi đã giới thiệu cho các bạn về router Get và chúng ta đã có một cái demo nho nhỏ về router Get. Tiếp tục ở video này, tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu tiếp về router Get. Thì chúng ta cần phải làm gì với phần router Get nữa? Thì đây là phần demo của buổi trước của chúng ta. Và chúng ta đã tạo ra được một trang với các link liên kết như thế này. Thì các bạn có thể xem qua ở đây. Đây, và chúng ta đã có liên kết đối với router Get. Khi click vào từng menu này thì chúng ta đã vào từng cái màn hình của cái menu đó. Tuy nhiên thì ở cái demo mà tôi đang làm cho các bạn thì các bạn để ý một chút, các bạn sẽ thấy là tất cả các router Get mà tôi đang định nghĩa ở đây đều là những router mang tên cố định như thế này: User, Product, New, Service. Thì tất cả những cái tên này là tên gọi là một cái tên cố định. Nếu các bạn thay đổi một chút đi là nó sẽ lỗi như thế này. Ví dụ bây giờ tôi vào Service sẽ không còn nữa. Đó, thì router như này gọi là router cố định. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng được một cái router động, một hay nói cách khác là làm thế nào để chúng ta có thể truyền được parameter lên một router? Tại sao lại chúng ta lại cần như vậy? Như các bạn vào những trang tin tức thì các bạn thấy là khi các bạn click vào bất kỳ một cái liên kết nào thì các bạn sẽ thấy là cái link liên kết này nó sẽ thay đổi theo từng cái bài viết. Đây, ví dụ tôi click vào đây thì các bạn nhìn thấy router này nó thay đổi theo. Đó, mã số cuối cùng cũng khác. Tôi click vào một cái liên kết khác thì router nó cũng thay đổi theo. Đó, vậy thì quay trở lại vấn đề của mình. Làm thế nào để chúng ta khi click vào danh sách một liên kết các tin tức, giả sử như vậy, thì chúng ta sẽ truyền được cái ID của cái tin tức đó đi. Thì làm thế nào để chúng ta có thể làm được điều đó? Thì ở bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng router get và có truyền parameter lên. Thì tôi sẽ quay trở lại cái trang test này. Tôi sẽ định nghĩa thêm một cái list menu, tôi tạm gọi là như vậy. Vậy tôi có một danh sách các thẻ liên kết, ví dụ như là tôi viết là bài viết số 1 chẳng hạn như vậy. Tôi đưa tất cả cái này vào ULRI. Đó, bài viết số 1. Sau đó tôi có bài viết số 2. Tôi có bài viết số 3. Và tôi có bài viết số 4. Kiểu như vậy. Tôi có bài viết số 5. Kiểu như vậy. Và tôi chạy nó lên. Đây, tôi quay trở lại đây và tôi chạy nó lên. Thì tôi có danh sách các bài viết ở đây. Đó. Vậy thì làm sao để khi tôi click vào bài viết số 1 thì tôi sẽ lấy được cái ID là bài viết số 1, ID là bài viết số 2, ID là bài viết số 3, 4, 5. Và tôi mặc định là những ID này tôi sẽ truyền tự động lên cái router get. Khi người dùng click vào thì sẽ truyền lên cái thanh địa chỉ của trình duyệt như thế này. Đó, thì trong Laravel nó hỗ trợ chúng ta cách để định nghĩa một cái router động như vậy. Chúng ta sẽ để là router get và tôi đặt tên cho cái router của mình, ví dụ như là new và ID của new. Thì cách Laravel định nghĩa như thế này. Đây, ID của new và trong function này chúng ta sẽ có đối số truyền vào. Tôi tạm gọi là biến ID. Và ở đây tôi sẽ return mỗi lần chạy, tôi sẽ return một cái nội dung, ví dụ như là bài viết số. Và tôi sẽ nội suy cái biến ID của mình vào trong này như thế này. Đó, và chẳng ai. Thì lúc này mỗi lần chúng ta click vào new và truyền cái ID đi thì chắc chắn chúng ta sẽ lấy ra được cái ID tương ứng. Thì làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng cái router mà có parameter ở bên ngoài giao diện này? Thì chúng ta chỉ cần gọi nó vào như thế này và chúng ta truyền ID tương ứng như thế này. Viết 1, bài viết 2, bài viết 3. Thì cái demo này cũng rất có ý nghĩa khi các bạn xây dựng project. Giả sử sau này các bạn xây dựng một trang danh sách quản lý tin tức
Thì mỗi lần các bạn muốn xem chi tiết tin tức, các bạn cần phải truyền được cái ID đó đi, và các bạn sẽ dùng ID đó để query vào trong database và để lấy ra cái nội dung tin tức tương ứng với cái ID đó. Thì đây là một ví dụ khá là hữu ích cho các bạn xây dựng project của mình sau này. Bây giờ tôi chạy đây, ví dụ tôi kích vào bài viết số 1 đó, thì chúng ta thấy bài viết số 1, và kích bài viết số 5, chúng ta thấy đây là bài viết số 5. Giả sử như vậy thì mỗi lần truyền đi, chúng ta sẽ truyền được cái ID này. Đây, ví dụ đây là như vậy. Và vậy thì trong trường hợp chúng ta muốn truyền nhiều ID thì sao? Thì chúng ta sẽ truyền như sau. Ví dụ tôi là bài viết số 1 và thuộc danh mục mới, giả sử như vậy, thì tôi chỉ cần thêm một cái như thế này. Và tôi giả sử tôi để là category, và tôi để là một cái biến là category ID như thế này đó. Thì ngay lập tức ở trong function này của chúng ta cũng sẽ cần phải có một cái biến đối số tương ứng với cái này. Thì các bạn nhìn đây, các bạn có thể hình dung ra là như thế này. Nếu ở trong cái router name này có bao nhiêu cái biến dạng như thế này, ID này, category này, thì tất cả cái cụm này chúng ta tạm gọi là một biến. Có bao nhiêu biến như thế này thì trong function có bấy nhiêu cái đối số, và cái đối số này là do các bạn đặt tên, chứ không bắt buộc là phải lấy giống như tôi ở đây. Các bạn có thể đặt tên là gì cũng được, và thứ tự của nó sẽ từ trái sang phải giống như đây. Đây tương ứng với ID, đây tương ứng với get ID đó. Thì bài viết số 1 và category ID là, tôi giả sử như vậy, và tôi lấy ra cái get ID, category ID như thế này đó. Tôi chạy nó lên. Thế lúc này tôi sẽ phải sửa ở bên ngoài như thế này. Đây sẽ là 1 và category là 1 chẳng hạn như vậy. 100 đi, tôi để như vậy cho nó khác biệt. Các bạn đỡ phải nghĩ là đây là cứ phải nhìn vào là 1 cho đến 5 thì nó sẽ dễ dẫn đến cái sự hiểu lầm. Thì tôi sẽ làm cho nó khác hẳn luôn đi. Đó, 102 này, 103, 4, giả sử như vậy. Ok, và tôi thay luôn ở đây thành 2 này, 4, 6, 8, 10, cho nó khác đi. Các bạn đỡ bị theo nhìn vào đây và lầm tưởng nó sẽ giống ở đây. Để các bạn thấy là giá trị nó đang là đậm. Tôi quay trở lại đây và tôi click vào. Thì lúc này chúng ta thực hiện bài viết số 2 có category bằng 100, thì nó sẽ lấy theo đúng cái mà chúng ta truyền ở đây. Đó. Bài viết số 3 category bằng 102. Đó. Bài viết số 4 chúng ta có category bằng 104. Đó, giả sử như vậy. Ok, thì ở video này tôi đã giới thiệu thêm cho các bạn một cái dạng sử dụng router get với parameter, hay nói cách khác là với cái tham số truyền vào thì chúng ta dùng như thế này. Đó, thì hầu hết những cái kiểu truyền parameter này thường chúng ta sẽ dùng trong cái việc lấy dữ liệu ra và lấy xem chi tiết bài viết kiểu như vậy. Đó, thì hy vọng là cái demo này giúp các bạn hiểu hơn về router get và cách sử dụng router get có parameter truyền vào. Đó, tôi sẽ kết thúc video này ở đây. Các bạn đừng quên nhấn subscribe kênh YouTube của Suntech Việt Nam để có thể theo dõi những video mới nhất về tutorial học Laravel Framework. Xin chào và hẹn gặp lại.